Thưa quý vị, với mong muốn lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn và giảm lượng rác thải sinh hoạt phải đem đi chôn lấp, ở thành phố Đà Nẵng có một dự án mà ở đó biến rác thành tài nguyên. Và dự án đó có tên gọi là Cộng đồng Không Rác, tên tiếng Anh là Zero Waste Community, một cộng đồng đã thu hút hàng ngàn tình nguyện viên tham gia. Và hãy cùng Quang Tuấn tìm hiểu về dự án này. Đều đặn tuần 3 buổi, các thành viên dự án Cộng đồng Không Rác đến các điểm đặt thùng phân loại rác hữu cơ tại khu dân cư 56, 57, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà để thu gom. Rác sau đó được mang về vườn cộng đồng để ủ phân hữu cơ và trồng cây. Và đây chính là khu vườn được tạo nên từ rác thải đã qua xử lý. Xin chào bạn, ngày hôm nay rất vui được ghé thăm vườn cộng đồng. Vậy thì không biết là dự án của chúng ta được thành lập từ khi nào? Dự án Cộng đồng Không Rác Zero Waste Community được bắt đầu từ tháng 2 năm 2022. Chúng mình đã chọn Đà Nẵng là quê hương thứ hai. Chúng mình rất yêu cái thành phố này và chúng mình mong muốn rằng có thể làm một điều gì đấy cho thành phố để giúp thành phố giảm cái lượng rác chôn lấp hàng ngày, giữ cho thành phố luôn luôn xanh sạch đẹp và là thành phố đáng sống nhất. Khi được biết về cái mô hình vườn cộng đồng hay là cái mô hình cộng đồng không rác thải ở nước ngoài thì mình và những người bạn đã có mong muốn là thử xây dựng một cái cộng đồng không rác triển khai ở Đà Nẵng. Vậy thì rác của chúng ta sau khi được thu gom về đây thì các bạn sẽ tiến hành những cái công đoạn nào? Các thành viên sẽ kiểm tra xem là rác đã được phân loại chính xác hay chưa. Và đối với rác nó hữu cơ thì sẽ tiến hành ủ rác hữu cơ để làm phân bón vườn. Và thực ra là từ rất là nhiều các loại rễ hay là hạt bị vứt đi thì chúng mình đã trồng ra được rất là nhiều loại cây mới, ví dụ như là cà chua này hay là lá lốt xạ. Với rác mà gọi là rác tài nguyên, rác vô cơ tái chế giá trị cao như là chai nhựa, giấy bìa, vỏ lon thì dự án sẽ gửi tặng cho các cô chú ve chai sống ở gần khu vực vườn để giúp họ cải thiện thu nhập. Còn với cái loại rác mà nhựa giá trị thấp như là vỏ hộp sữa hay là túi ni lông, ống hút, vỏ hộp xốp thì dự án sẽ gom lại và đem đến cơ sở thu gom của Reform Plastic để họ có thể mang về nhà máy ở dưới Hội An kéo dài vòng đời của rác thay vì đem những cái loại rác khó phân hủy đấy đi chôn lấp ở bãi chôn lấp như bình thường. Bên cạnh những cái hoạt động ở vườn cộng đồng thì chúng ta còn có những cái hoạt động nào khác? Có mong muốn là mỗi một cái thành viên khi mà biết đến dự án hay là tham gia vào dự án có thể trở thành một cái nhân tố để gây dựng cộng đồng không rác ở nơi họ sinh sống và làm việc. Thì dự án đã triển khai rất là nhiều hoạt động, ví dụ như là tổ chức các cái hoạt động hướng dẫn học sinh về việc phân loại rác hàng ngày, nâng cao ý thức cho mọi người về việc tái chế, tái sử dụng, hay là tổ chức những cái workshop gắn kết gia đình, trải nghiệm làm mà nhạ giấy bồi, làm đồ chơi bằng giấy từ giấy đã qua sử dụng. Mục tiêu của dự án hướng đến là gì? Dự án mong muốn là sẽ lan tỏa lối sống không rác tới nhiều người dân thành phố Đà Nẵng hơn nữa. Vì thực ra số lượng thành viên hiện tại là 1.500 người, nó vẫn khá là khiêm tốn so với tổng số dân của thành phố Đà Nẵng. Trong tương lai, sau khi mà kêu gọi được tài trợ thì sẽ xây dựng một thư viện cộng đồng ở vườn cộng đồng với mong muốn là trang bị rất là nhiều những cái thông tin, kiến thức về việc thực hành lối sống không rác cũng như bảo vệ môi trường hay là tổ chức các cái hoạt động workshop. Rất là cảm ơn những chia sẻ của Thanh về dự án này và xin được chúc cho dự án của các bạn sẽ tiếp tục thu hút thêm được nhiều thành viên tham gia và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến tất cả mọi người. Sau hơn một năm triển khai, dự án Cộng đồng Không Rác đã xử lý thành công hơn 10 tấn rác hữu cơ, góp phần giảm lượng rác phải đem đi chôn lấp. Dự án này nói chung là rất thiết thực với người dân. Tức là thứ nhất là họ phân loại được các loại rác ra để làm cho họ tái chế lại và làm cho môi trường nó vệ sinh nó sạch sẽ hơn nữa. Không chỉ giúp giảm lượng lớn rác thải sinh hoạt, dự án còn góp phần tạo nên một không gian xanh nơi mọi người có thể cùng nhau trải nghiệm việc làm vườn, tìm hiểu về cách thực hành lối sống không rác. Thưa quý vị, với dự án Cộng đồng Không Rác, rác đã không còn là thứ vứt đi nữa mà nó đã trở thành nguồn tài nguyên và chúng ta có thể sử dụng nó thành những điều có ích trong cuộc sống. Hãy chung tay thực hiện lối sống không rác, bảo vệ môi trường vì một Đà Nẵng xanh, sạch, đẹp.